Gì chị làm gì? Kinh doanh gì vậy? Buôn bán rau á, cá mắm rồi đó. Mình chở rong á chú. Mình đi chở hàng rong á, chở xe máy đi vòng vòng đường bán vậy đó. Trời đất ơi. Ủa? Hồi xưa hả cô? Giờ luôn. Bây giờ luôn hả? Sao chưa ăn mặc gì? Ăn mặc sexy vậy? Chở đi bán rau. Có thì lúc nào làm thì khác. Mình tên là Hoàng Thị Chiết Nhung. Dạ. Năm nay 53 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp mua bán tự do. Dạ, em xin mời chị ạ. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chị Sinh Lộc. Dạ. Con tên là Lê Thị Duyên, năm nay con 26 tuổi. Dạ, con đang làm chăm sóc khách hàng tại phòng khám đa khoa Bình Long, Bình Phước. Chị có mấy cô dâu rồi? À, mình mới có một con dâu. Một hả? Nói chung là chắc cũng có một, tại vì có một trai. À, con trai một luôn hả? Một trai thôi, nhưng mà có được hai cháu gái. Wow! Đó. Chị nhớ xem cái lần đầu tiên mà con trai dẫn con dâu tương lai này về đó, thì chị ấn tượng điều gì với cô gái này? Cũng có một chút xíu ấn tượng là lần đầu tiên về thấy sách quà về đó, thích. Cái lúc mà gặp lần đầu tiên với cái lúc mà ảnh nói là ảnh sẽ lập gia đình là khoảng bao lâu cô? Nó dắt về là bắt đầu nói luôn á, là tới ngày lập gia đình luôn á, là con tháng à? Lần đầu tiên về là coi như là kêu lập gia đình luôn đó chị. Ủa về là nói đó, lần đầu tiên về là nói liền. Nói luôn, có nghĩa là nó đã thông báo với cậu gì rồi, anh em trong nhà về nhà luôn đi. Sẵn là nói luôn, tại vì bạn nó bạn gái nhiều lắm, nó cũng đào qua. Cho nên là mình cứ nói là nếu cưới thì dẫn về. Nhưng, nhanh quá. Đúng rồi, nhưng mà lúc mà nghe gọi là mẹ chồng tương lai đi, thì chị có lo không? Không, em chẳng nghĩ gì cả. Tại vì trước khi về nhà là... Đúng rồi, chủ cưới là cưới, không có nghĩ gì hết á. Hay vậy ta? Chắc phải. Cái duyên nó đến đó chị. Chị làm dâu được bao nhiêu lâu rồi? À, cũng 4 năm rồi chị. Ờ, dạ, 4 năm, năm 2019 rồi. Nhưng mà chị có nhớ lại cái lần đầu tiên khi mà chị gặp gọi là mẹ chồng tương lai? Có chứ chị. Lúc mà chở qua nhà xong, em thì mặc chiếc váy tay dài này, body tay dài. Dài đây đâu dám mặc đồ hở đâu chị, tại lần tiên dặn về ra mắt mà. Vừa bước vô cổng thấy mẹ chồng mà áo xót xát đây này, ngắn cũ đây này. Trời ơi, bói. Trời ơi, gì mà sexy vậy? Ai vậy? Sao nhìn chéo vậy? Cái chồng em giới thiệu mẹ đó, bảo trời ơi mẹ gì mà trẻ mà sexy à. Xong lại gần nữa, trời ơi da trắng bóc, trắng mà mịn hơn em nữa. Chị bảo chết chết chết, kiểu này biết sao đây. Bảo trời ơi trắng mà trẻ mà sexy nữa. Trời ơi, trời ơi, em nói chung là em ưng đó. Nói chung là mẹ chồng nhiều khi trẻ này kia, nhiều khi cũng tâm lý mình cũng đỡ. Vì giờ hai mẹ con, mẹ chồng dâu đều sexy như nhau. Cái sở thích đó là hai mẹ chồng là chính xác giống chắc nhau. Chắc hợp hả cô hả? Ừ, vậy hả? Rất là hợp. Chủ, dạ. Hợp lắm á. Cứ nói tới ăn mặc hay là dài dép hay là bông hoa hay là gì đó, các kiểu là hợp. Nhiều khi á chú sao không? Con mặc đồ bộ á, tại vì con ở nhà mặc đồ bộ cho nó thoải mái cho quen. Dạ. Mặc đồ nóng rồi, mặc áo hai dây hay quần sọc đi, mặc cho nó mát. Bảo thôi con mặc đó, mẹ mặc mặc. Cứ kêu mặc đồ mát thì mặc áo hai dây đi, hay là mặc áo cúp ngực gì đi, cho nó mát. Trời ơi. Hai mẹ chồng sexy đi làng làng qua chắc trai nó nhìn dữ lắm luôn. Trời ơi, hốt liền đấy chú, rồi đang cái hốt như hai mẹ con liền. Hốt đó. Hai mẹ con luôn hả? Hai mẹ con mình còn hợp nhau điều gì nữa không chị? Thích làm đẹp, đi mua sắm chị. Và bữa mẹ đi đi cắt nâng cung chân mày này, cắt mí này. Mẹ đi làm đâu ai biết đâu, mẹ làm về mới biết. Mẹ đi làm về xong bảo trời ơi bữa nay mẹ đi làm đẹp, tao không rủ con ta. Bảo mẹ hỏi rồi, hỏi cho là cắt cành mũi rồi có cắt không? Mẹ dẫn lên cắt bảo chứ giờ con tiền đâu cắt, mẹ con bữa giờ đâu còn tiền. Dẫn lên cắt luôn. Mẹ tay tiền. Mẹ tay trở luôn. Hai người cắt mũi đó hả? Không, con cắt cành mũi thôi, còn mẹ con là làm xương xương là chỉ có tiêm botox rồi cắt mí nâng cung mày rồi ấy tiêm tùm lum. Tiêm tùm lum. Nói chung là thích vậy đó. Thích làm đẹp đó. Có chỗ nào cắt cái mỏ rồi dẫn vừa lên cắt nữa. Con là mai cái mỏ con ạ. Mỏ con nó hơi rộng. Ủa vậy cái chuyện mà phẫu thuật thẩm mỹ là hai mẹ con rất là hợp nhau. Thích lắm. Hình như là thích. Hai mẹ con chưa hợp gì chị? Nhà cửa, bếp núc hoặc là cái gì mà không gọn gàng là chưa hợp. Có nghĩa là mình rất là gọn gàng đó. Gọn gàng lắm. Mình thậm chí là quần áo hay là móc hay là đồ tây là đồ riêng là phải ra riêng. Mà đồ người nào ra người đó. Mình không có thích là lộn xộn sà bần, đến khi mà bắt đầu nói lấy đồ cái đó chạy đi moi đồ này moi đồ kia. Không thích. Thứ nhất là, thứ hai nữa là nhà cửa bếp núc. Nếu như mà nấu vừa xong là phải lau dọn cho sạch lập tức cái khúc đó. Nó có gọn không? Bởi vì nó không gọn, nó không có giống nhau, không hợp cái chỗ đó đó. Nó ngay mắt em nó cũng hơi hơi mờ mờ đó. Nhiều khi mở dầu nó văng mà nó không đeo kính thì nó cũng không có nhìn thấy rõ đâu. Nó cũng nghĩ là sạch, có lao nha. Con trẻ mà sao mắt con mờ quá. Có lao à. Con cận gần 2 độ mà con không đeo kính. Con nhìn thấy chú không? Có chứ, mờ mờ thôi, mờ mờ. Mẹ con có la con nhiều vụ đó không? Dạ, nói chung la ít thì không có chứ la nhiều rất là nhiều. La ít thì không có chứ la nhiều rất là nhiều. Ủa gì chị làm gì? Kinh doanh gì vậy? Buôn bán rau á, cá mắm rồi đó. Mình chở rong á chú. Mình đi chở hàng rong á, chở xe máy đi vòng vòng đường bán vậy đó. Trời đất ơi. Ủa?
Hồi xưa hả cô? Giờ luôn. Bây giờ luôn hả? Sao chị ăn mặc gì? Ăn mặc sexy gì để chở đi bán thì cao. Lúc nào làm thì khác chứ lúc nào bán thì bán. Ủa là sao là mình có cái xe máy hay xe gì? Máy. Hồi xưa thì đi xe đạp. Nhưng mà sau này cái sanh cặp con gái đó, cái bác sĩ không có cho đi xe đạp nữa. Cái đi xe máy. Dạ. Mình treo hết vòng vòng xe bánh trái vào đầy cái xe. Trời rồi ơi. Mình cứ chở đi vậy đó. Nhìn chị vậy mà chị không nghĩ chị đi bán rau vậy luôn á. Em bán được 30 năm rồi đó. Trời hay vậy ta. Vì là mình cũng nói chung là mình có gian buôn bán. Dạ. Chứ cái đoạn đường thì đông người bán nhưng mà ai cũng nghỉ hết rồi. Nãy giờ tôi tưởng đâu chị này chỉ làm chủ tiệm thẩm mỹ. Đúng rồi, hay là gì? Hay là chủ spa gì. Thấy sang xịn mịn quá. Ờ nó vậy đó. Chở rau mẹ bán cũng tưởng đi làm cơ quan không á, bạn bè mà lâu ngày không gặp đó. Mua xe luôn đó chị chủ. Ơi, mặc đồ vậy mà chở rau đi bán chắc nhiều ông mua lắm. Đúng không? Nó chơi cho vui vậy thôi chứ đi khi mà đi làm đó. Thì nó bùng lầy dữ lắm, chân tay rồi sình đi lựa khoai môn, khoai mỡ rồi các kiểu đó, sình dữ lắm. Tức là cái rổ đó có rau, có thịt, có đầy cá đủ, đầy đủ, không thiếu gì hết. Nhưng mà khi mà bắt đầu 9 giờ về, 1 giờ đêm đi, 9 giờ trưa là về là sạch, người là sạch sẽ nha. Ủa nhưng mà khi mà con lấy chồng, con về thấy giờ thấy mẹ chồng chở rau đi bán từng nơi không? Ừ, có. Hồi đó trước khi lấy chồng con có biết mẹ con? Dạ không, chồng con chỉ kêu là mẹ đi bỏ muối đồ ăn này kia thôi đi bán. Nhưng mà không nghĩ là chạy chiếc xe cúp, xe DH mà chạy vòng vòng xóm bán vậy đâu. Con chưa nghĩ vậy. Thật ra là chú hơi bị bất ngờ đó. Mẹ con ra đường là, mẹ con ra đường là không ai biết là đi bán hàng rong. Nhiều khi mẹ con kêu là trời ơi tôi đi bán rau ngoài đường, bán dọc đường mà bán hàng rong nè, không ai nghĩ. Nhưng mà ý là vẫn là trắng trẻo đẹp lắm. Dạ nha. Đúng rồi. Thì mẹ con cầm cái da đi bán trắng tươi không, không bịt mặt luôn nha, không hề bịt mặt, thở không có được, không bịt bao tay bao chân, không bao tay bao chân, cứ vậy đó, cứ ai biết cô gái bán hàng rong trời, chạy xe mà vợ nón lá thì có, tại vì nó nắng quá rồi nón lá. Vợ ông làm gì? Ông xã làm thầy giáo vậy hả? Con cô không có người nào phụ hết, kể cả con gái cũng vậy, chỉ có hai vợ chồng thôi. Khuya 1 giờ cô đi chợ, cái 3 giờ rưỡi cô quay đầu về đó. Dạ. Bày xuống trước sân ngoài đường nè. Dạ. Cái nào thì mình bỏ mối cho quán cơm thì bỏ. Còn cái nào thì hai vợ chồng mà những người mà bây giờ là nó xếp nó hàng chứ không phải ngày xưa. Dạ. Là ai mà xếp đêm mà xếp thì đặt á, thì sáng mơ thì ảnh đi xếp treo hết cho nhà người ta hoặc là giao. Còn bao nhiêu là mình cứ chở rong đi cho tới trưa và vậy thôi. Thật ra là hai vợ chồng làm hết á chứ mấy đứa nhỏ là chưa nào đụng gì nha. Mình nể phục chị đó. Thương con kiểu như là mình khổ quá rồi đó. Rồi bây giờ tới đợt con thì mình nghĩ trong bụng rằng là cũng như con mình là số nó được sướng thôi, cho nó sướng một chút đi. Chứ bây giờ thấy nó cực quá, tội nghiệp quá, nên mới mốt rồi mình không còn nữa đó. Rồi nó lớn lên thì nó tự nó lo chứ giờ thấy cũng tội quá. Nhỏ nhưng con. Mà cô đi bán vậy có cô, những hôm mà cô cũng có mệt không? Chắc cũng có mệt chứ đúng không? Có chứ. Tại vì biết sao không? Đêm á nhiều khi là tin nhắn á trễ lắm, 10 giờ 11 giờ tin nhắn vẫn còn á. Mà mình mà không có nhớ tới cái vụ đó hồi quên mệt mà quên á. Sáng mai không có hàng cũng mấy bị la. Mấy giờ là dậy đi bán hả chị? 1 giờ kém 15 là dậy. Vậy là cũng như chuẩn bị thay đồ thay đạt rồi là đúng 1 giờ là lên đường đi đó. Công chúa lò lem đó. Sáng đi không ai biết đi bán hàng rong. Nhưng khi về lên đồ cái á là nó khác liền hết chưa? Hú hồn luôn á. Hú hồn chim mén luôn. Cái đó là tại vì cũng như cái sở thích của mình vậy đó. Mình cứ thích là phải đẹp. Lúc nó đi bán thì thấy gớm quá mà về. Lúc mà đi tiệc hay là hoặc là đi ra đường khác liền đúng không? Sẽ khác liền. Ý là muốn cho bạn bè nó đừng có cười chê chứ gì hết á. Cười chê ông xã rồi làm thầy giáo mà vợ rồi bê bối này kia. Mình không muốn vậy nên là mình muốn sạch sẽ. Duyên ơi, Duyên có bao giờ thấy mẹ ngã bệnh, mẹ phải đi nghỉ bán bao giờ chưa? Dạ có rồi. Cái công việc của mẹ là thức khuya 1 giờ sáng dậy. Tất nhiên là cái giấc ngủ rất là quan trọng. Mà không ngủ đủ giấc như vậy thì tất nhiên là ảnh hưởng đến sức khỏe rồi. Mẹ hay đau đầu này, hay mệt này, hay chóng mặt này kia. Nên mẹ nghỉ bán á. Thì em biết những lúc mẹ nghỉ bán là biết là mẹ bị mệt á, hay là bị gì đó. Dạ cũng hỏi mẹ là mẹ nay không đi bán hả? Mẹ bị sao rồi này kia thôi. À, những lúc mẹ mệt mẹ sẽ nghỉ bán thôi chứ mẹ không đi nổi. Đi chóng mặt dễ bị té lắm. Vậy nhà con có nấu cơm nấu nước lo bữa cơm cho mẹ chồng không? Dạ có chứ, nhưng mà thường thường là những lúc con chuẩn bị ra nấu nướng này kia là con thấy bếp là sẵn xong là mẹ coi như mẹ nấu rồi đó. Đồ đạc giặt giũ phơi đồ các kiểu làm hết. Nói chung mà bọn nhỏ không làm hết trơn. Nhưng mà sao cô không để thử cho Duyên tập nấu để mốt nhiều khi cô? Duyên nó cũng có nấu chứ. Nhưng có cái điều là hôm nào mệt á mà nằm mà không dậy được á thì Duyên cũng nấu, nhưng mà tóm lại là Duyên nấu nó thức ăn thì nó không có hợp khẩu vị với nhà này. Tại vì thật sự vậy. Em miền Bắc mà mẹ miền Nam, mà miền Bắc là chú Linh biết rồi đó.
ăn mặn đúng không? Ăn mặn quen ở đây miền Nam mới cứ ăn ngọt ngọt. Mà con là con cứ nấu mặn, con nấu theo khẩu vị của con. Nhưng mà nhà vậy thì mẹ nấu Duyên ăn có vừa miệng không? Lúc mới đầu về mẹ nấu là em đâu có ăn đâu. Tại vì miền Nam mà chị nấu đồ ăn ngọt quá, ăn không quen. Rồi sao? Lúc đó mình ăn như thế nào? Nói chung là cứ để riêng chén nước mắm mặn. Có chén mắm mặn kế bên? Cứ kế bên là đến giờ cũng vậy. Nhà cũng nấu hay nấu đồ ăn ngọt này kia đó. Cái là thì bây giờ cũng vậy luôn mặn. À tuy rằng nó không hợp nhưng mà mình điều chỉnh là tí xíu cũng không có gì. Rồi cũng ăn cũng xong. Rồi ví dụ mình ăn không ngon thì mình ăn ít, còn mình ăn ngon thì mình ăn nhiều. Thử bữa nào mình làm trải nghiệm chơi bữa đi, mình nhìn vào ánh mắt của mẹ chồng mình sẽ thấy được rằng là mẹ chồng rất là hạnh phúc luôn. 4 năm rồi chứ đâu có phải còn ít ỏi gì đâu. Nhưng mà con cũng lo cho Duyên là không biết, tại vì nhiều khi cô cũng kỹ tính. Duyên làm rồi không biết có vừa ý cô không. Ủa đâu phải mẹ chồng không làm, không vừa lòng là mình không làm luôn đâu. Nếu mà chúng ta chinh phục được mẹ chồng đó, bởi vì giờ nó giống như người bạn nhau rồi, có không vừa ý thì cũng la một tiếng rồi thôi đúng không, cũng đâu phải lấy đâu, thì mình làm sao có thể có bữa nào đó mẹ vừa ý, mẹ chồng vừa ý với mình thì mình cũng hạnh phúc vậy chứ đâu. Không lẽ giờ mình sống cả đời mình chưa làm điều gì cho mẹ chồng vừa lòng hết hay sao, vừa ý hết hay sao? Sao cô hả? Nhiều khi cô cũng thương con cái cô cũng muốn làm. Hai vợ chồng ví dụ như là sáng là 6 giờ là bắt đầu đi á, là chạy xe đi rồi đó. Dạ. Thì ảnh ở trên nhà thì 6 giờ rưỡi hoặc 7 giờ ảnh cũng đi trường luôn rồi. Với hai chồng đi luôn rồi đó, không còn ai. Là mình lo là ăn uống hết rồi mình mới đi. Thì sáng mơ ví dụ như dặn mấy đứa nhỏ, sáng mơ là mà đứa nào muốn ăn món gì thì nói mẹ, tối mẹ để lại thì mẹ đi bán mà. Dạ. Muốn ăn bún thịt nướng hay bánh ướt hay là cái gì đó, cam bánh gì đó không biết thì cứ nói đi. Cái mẹ để trên bàn nó sẵn là vậy ăn. Chứ tại vì nó có dậy sớm đâu, nấu nó dậy cái tới giờ đi làm luôn rồi. Mà hai vợ chồng dậy, hai chồng muốn ăn gì thì hai chồng cũng tự ăn. Rồi ăn rồi chiều việc người nào nấy làm. Rồi chiều, chiều gia đình mình chắc cũng có ăn cơm chiều chung chiều, với nhau. Chiều, chiều ăn cơm chiều. Chiều ăn cơm chiều thì nó 5 giờ nó mới về, mà ở nhà này 4 giờ chuẩn bị nấu. À, sướng quá trời. Nhưng mà biết rồi. Sao nhiều khi về tới nhà nó đói lắm. Dạ. Đi làm nhiều khi nó cũng áp lực, nói gì chứ cũng áp lực đó chứ. Dạ. Về nó đói cái có cơm rồi sẵn vậy đó, về cái nó nhiều chiều hôm qua chiều hôm kia đó về, mẹ mẹ cơm còn không, con đói con chịu hết nổi rồi. Con chịu hết nổi rồi. Đó, cơm nấu rồi thì giờ chỉ ngồi ăn thôi. Ủa là cháu sao? Dạ ông bà giữ ông luôn. Ông nội giữ luôn. Là bà có nghĩa là bà giữ 1 giờ dậy đi lấy hàng bán, xong bà đến sáng 9 giờ về, về xong bà lại trông cháu. Còn mấy vừa đứa nấu ăn gì trong dạ, cháu với một đứa, một đứa trai à. Rồi vậy con nói chung là về nhà đó ông bà lo hết rồi. Dạ lo. Từ cuộc sống của con cho đến cuộc sống của con luôn. Thì ông nói, bà chung, lo nói chung luôn. Là lo hết rồi, không có lo gì chứ. Tiền bạc gì cho mấy đứa làm là để dành tiền. Để dành tiền xài hết chứ cũng không có bắt đưa tiền luôn. Là hai vợ chồng làm như là lo cho cháu đi con. Đi làm là mẹ không kêu là một tháng là vợ chồng phải đưa mẹ bao nhiêu nhiêu không. Mẹ kêu là làm được nhiều cứ giữ đi, cất đi. Hay là xài gì xài, không cần đưa mẹ đâu. Còn ăn uống hay là muốn đi du lịch hay đi đâu nói mẹ một tiếng là mẹ dẫn đi, mẹ khỏi cần phải chi đồng nào hết. Vậy con có hai chồng lo hết. Vậy con đâu có chuyện gì, con có chuyện gì buồn mẹ không? Dạ có, nhưng mà có ít thôi. Mâu thuẫn gì gì con? Cái hôm đó là con đi làm, tại vì con thường đi làm là con sẽ đem cơm đi làm ăn. Tại vì là mấy tiệm cơm tấm ngoài là nấu ngọt con cũng không ăn được á. Con đem đi làm ăn, cái hôm đó không có đem cơm. Gần trưa cái chồng con mới điện thoại là em ăn cơm không? Để mẹ nấu rồi anh đem lên cho. Cái con kêu là có, tại vì con nghĩ lúc đó là đang nấu rồi. Cái 11 giờ là con nghỉ trưa rồi. Cái 11 giờ vẫn chưa thấy đem cơm lên. Đói bụng quá tại sáng chưa ăn gì hết. Sáng đi bộ chưa ăn. Cái hơn 11 giờ vẫn chưa thấy đem cơm. Cái con vừa bực mình vừa đói nữa, con tóc qua kia mua gói mì ăn. Ăn xong rồi con nhắn tin cho chồng con là anh khỏi đem cơm đi, tại vì em ăn mì rồi. Cái chồng con không đọc tin nhắn. Cái đem cơm chạy đem cơm lên. Cái xong rồi con mới kêu ủa em nhắn tin anh không đọc hả, mà còn đem cơm lên. Cái chồng con ủn ra đi một mạch luôn. Ủn đi cái không thèm nói gì luôn. Cái về đến nhà cái mẹ chồng con mới điện thoại lên bảo ủa Duyên sao chồng con đem cơm lên mà con không ăn mà để nó đem về, nắng nôi tội nó. Cái con chưa kịp nói gì cái mẹ chồng nói tiếp, kêu là con có biết là mẹ đi làm về mệt, mẹ còn phải vội vàng tranh thủ nấu cơm nấu đồ ăn để cho chồng con đem lên cho con. Mẹ còn chưa ăn gì, cả nhà còn chưa ăn gì nữa, sợ con đói đem cơm lên trễ còn xíu mà con làm gì con giận không ăn cơm vậy, con thấy con có quá đáng không. Cái mẹ tắt máy cái rụp. Trời ơi tự nhiên con bị tức á. Con tự nhiên nước mắt con trào ra, con tức con khóc luôn. Xong rồi con mới nhắn tin chồng bảo ủa tự nhiên anh nói mẹ chi để mẹ la em. Cái chồng con kêu là anh không còn nói. Chồng con chưa kịp giải thích xong con chặn Facebook, chặn nhà lộ, chặn số điện thoại.
con chặn hết. Cái xong con về cái hồi tối đó con nhắn tin, con nói là tại sao mẹ la con mà không, mẹ không hỏi kỹ lại con, là tại vì con check camera rồi, con thấy Chí ở nhà nên con mới kêu là khỏi đem cơm, ai biểu không đọc tin nhắn chi, giờ mẹ la mình con vậy không có được. Con nói như vậy đó. Cái mẹ kêu là dù gì con cũng thấy tội, nó không nắng nôi đem cơm cho con mà con như vậy, mẹ không biết đâu. Con nói nó thì nó đang giận con đó. Bảo dạ con biết rồi, nếu con sai thì con xin lỗi mẹ, còn chồng con thì để chuyện vợ chồng con nói riêng. Chỉ có buồn vậy thôi đó hả? Dạ, buồn vì bị chửi mà không nói được gì hết á. Cũng thương cho duyên, nói chung là mình hiểu lầm nhau thôi, nhưng dạ, mà thương mẹ ở đây thương mẹ nhiều hơn. Chuyện là sai là chồng con sai thôi. Dạ đúng rồi, tại không biết đọc tin nhắn. Nhưng mà chú đứng ở giữa thì thấy là con cũng sai. Đúng là chồng phải là người giải thích. Vừa đi bán về là biết rồi đó, quá trời mệt luôn rồi. Mà vô nhà cứ lật đật lo nấu cơm cho cả nhà ăn kỳ vậy đó, không hiểu sao cái sốt mình cực. Nhưng mà chưa làm nữa thì nhìn lên lấy cái thấy y cái comment á, bên giữa cơm nằm úp y chang ở chỗ cũ luôn. Kiểu ủa Chí ơi, sao thằng Duyên sao không giữa cơm hả con? Thức ăn có đem vô rồi mà chỉ về trễ chị đâu có nấu được. Chỉ muốn để cho chị làm, chị đem theo cái khẩu vị vậy thôi. Thế là nó đâu có đem đi, mà mình để ý đến mức độ mà về thấy comment luôn đó. Nó cứ kêu nó xuống liền, ủa sao không đem cơm vậy con? Cái nó cũng nói là vậy, cũng trễ vậy đó. Cái vậy mẹ nấu, để mẹ nấu nấu liền. Trời ơi, để lập ý cả mình nấu hả, lật đật nấu. Nấu xong điện đang đem lên cho ăn. Với lại sẵn tuyến đường nó đi mua đồ thôi, đem lên cho ăn để trưa không có cơm. Đó vậy. Nấu mình dở xong xuôi mà đang hai mẹ con đang lui cua dở cơm vô rồi nè. Chỉ nhắn tin, mà nhà có camera thì thay vì điện nó. Chứ bây giờ nhắn tin nó biết là thằng này đang đứng ở nhà đó, nhưng mà đâu có coi điện thoại. Thì đã hẹn là đều đem lên. Thế là hai mẹ con mới lui cui, người thì dở cơm, người dở canh, dở thịt vô comment. Lật đật nhỏ sách chạy lên thấy nó em ăn rồi. Thằng này nóng, tính nó nóng nào giờ mà không phải biết tính chồng nóng nữa. Thì thay vì thôi lỡ đem lên, thôi đem vô mình không ăn thì từ từ chiều mình về cũng được rồi, từ từ giải thích sao, đúng không? Mình khôn thì mình phải vậy. Nó em ăn rồi thằng này nóng, nó quay đầu chạy nước về luôn, vậy sách comment vậy để cái gạch trò đó ơi. Ức nữa đang đứng ở nhà thấy comment, ủa cái gì nữa, mình chưa ăn uống gì mình nấu cho nó ăn trước thiệt chứ. Mình nói thiệt mình cương cưng lắm, nói thiệt không nhờ mình biết giận ghét, giận chút xíu thôi mình bên rồi, cưng lắm mà hả, ủa sao kỳ vậy. Thế nó ăn rồi, thằng kia trả lời một câu gọn lõn, nó đang tức nữa. Tức không, mình cũng tức, bóc điện thoại, đưa điện thoại mẹ rồi, ủa sao Duyên la liền, ủa con sao con kỳ vậy, con làm mẹ không, mẹ không thái độ đó là không được rồi. Con đâu có biết ở nhà người ta lật đà lật đật người ta nấu đâu, ta cực khổ ở nhà mà nó đâu có biết. Mẹ thương cái gì mẹ cũng lắm. Lo hết trơn, ăn uống ăn cái gì hết á, ăn cái gì cũng chừa. Nói thiệt mua trái mua mà mua 5 trái riêng, cả nhà ăn 3 trái cũng chừa, nó riêng trái. Có bao giờ chị la nó dù con cái này kia không? Có chứ, con cái là phải gọn gàng sạch sẽ, đồ chơi xong là phải xếp ngăn nắp đồ đạc của chị con. Chị chăm sóc là chính thì nó chăm sóc ít hơn đúng không? Hai chồng này chăm sóc chính chứ gì, vợ chồng nó đâu chăm sóc chính đâu. Vậy đó hả? Thì nó đi riết từ sáng tới tối mà. Sanh từ 6 tháng là giữ luôn tới giờ đó. Nó có bao giờ mà con không vừa lòng với cách chăm sóc của mẹ chồng với con của mình không? Con thì lại hơi kỹ tính một xíu. Mà mẹ con thì thoải mái quá. Hồi đó thì hơi kỹ, mẹ chồng kêu ủa kỹ làm gì cho mệt ra, vẫn bệnh vẫn đau này kia hoài đó. Cái từ đó giờ cái con bình thường cứ đa số là ông bà chăm nên thôi, cứ để cho ông bà chăm, ông bà coi. Nhiều khi á con của con nó không chịu ăn uống ấy. Tính của con á là con của con mà không ăn á, không ăn nhịn đi, khi nó đói là sẽ tự ăn, là con như vậy. Bố mẹ chồng kêu con Duyên á, con nó không ăn cái nó cho nhịn luôn, là ông bà sẽ ép ăn, ép cho ăn bằng được, ăn hết. Còn con là con cho nhịn. Thôi giờ con cãi nhau gì đó với mẹ chồng không? Dạ không, không có cãi hết à. Nhưng mà hai vợ chồng này tự quyết định cho ăn luôn. Chứ bây giờ hỏi chứ con mà nó không cho nó ăn, nó làm sao nó đầy đủ sức đề kháng nó chứ. Nó còn nhỏ mình cứ ăn theo, nó ăn theo sách vở hả. Nhiều khi nó nhỏ nó có biết ăn, rồi nó ăn không được rồi nó nhịn chết nó chứ còn. Bởi vậy hai chồng chăm sóc tới bến tới bờ luôn. Cái gì cũng phải cho ăn, cho nó biết không ăn nhiều cũng ăn ít, để cho nó khỏe mạnh chứ. Bây giờ bực mình, nó ở chung mà nó không làm gì chứ, mà nó còn góp ý này kia. Đâu, nó cũng đâu góp ý gì đâu. Ví dụ nó chăm con rồi đó, được cái im re, nói sao cũng im re. Được cái nước đó nha, cái cỡ mà trả lời cho trẻo chắc cũng mệt à. Nó không có trả lời, thiệt sự nó im vậy đó, nó cứ nằm chơi vậy đó. Tôi ru nói nó có nghe nhưng mà nó cũng nằm im, nó không trả lời. Từ trước giờ không thấy trả lời luôn. Nên cũng ngoan, được cái nước ngoan đó. Có những người là... Chứ có sai mà cũng ngoan. Có những người mà càng la nó không trả lời là càng tức á nha. Nói chung là này không có tức, kiểu như mình coi như là cũng như bạn bè đó.
Yeah. Tao nói, ôi tao nói mày không nghe thôi đi mệt quá. Cái thôi luôn, cái quên. Có bao giờ cô giận duyên chuyện gì không cô? Có chứ, cô cũng giận chứ. Cái đợt sau cùng này là có giờ giận giận tới mấy ngày luôn không nói chuyện. Ở chung nhà mà mấy ngày không nói chuyện. Dạ đúng rồi. Đó, nếu mà so với mình á là chuyện vậy là mình thấy nó nặng nề. Tại vì chị biết sao không? Em đi làm về xong rồi em có cơm nước rồi mà em chưa có hâm lại đồ ăn hoặc nấu đồ ăn, rồi thùng rác này kia nhà cửa chưa dọn á, mà thằng cu em là nó kiểu như nó ngủ không đủ giấc, nó dậy nó quấy, cái nó đòi đi xe, em mới chở đi xe, xong bắt đầu là em là nhà cửa là cái việc đó chưa làm, cái mẹ mới đi từ viện mẹ đi về, lúc đó em đang cho thằng cu ngủ, cái mẹ mới nói chồng là ủa sao Duyên ở nhà nó không dọn dẹp nhà cửa này kia. Chồng em mới vô kêu em ra mẹ nói chuyện một xíu, cái lúc là con cho thằng cu ngủ, con kêu là ủa mà chuyện gì, tại vì đang cho con ngủ, cái bảo thì em cứ ra đi, có gì đâu nói anh đi ra đi. Cái chồng mới hơi cọc lên kêu thì mẹ đã nói em ra mẹ nói, cái rồi con vẫn không chịu ra. Cái xong chồng vô tiếp bảo hỏi giờ em có ra không, bảo là con kêu là ủa có gì mà nói. Cái chồng kêu em đừng có vậy, em cái la lên bảo em có ra không, anh để im cho con ngủ sao anh la làng lên vậy. Cái xong rồi con mới đi ra, chồng con kêu là sao nhà cửa này kia mẹ hỏi là sao em chưa làm mà em không chịu ra. Cái xong rồi con tức, cái con ứa nước mắt, con la lên, con la luôn á. Con la lên ủa con làm rồi, con nấu cơm rồi, con làm rồi sao tự nhiên mẹ về mẹ cứ la con, mà trong khi nhà có người mà đâu, cái chuyện gì mẹ cũng la mình con là sao. Mẹ mới kêu là con đi làm về con có làm gì đâu mà cái việc nhà cửa mà con cũng không làm được. Cái xong rồi em mới kêu là con không tốt, nói chung là con không có hoàn thiện, mẹ tìm con dâu khác, con không có hoàn thiện, mẹ tìm con dâu khác. Nói gì luôn hả? Nói luôn vậy, hỏi với anh gì chứ có buồn không? Con dâu này không có hoàn hảo, thích thì đi kiếm con dâu khác đi. Cái em nói chứ trời ơi, con nói vậy rồi mẹ ha, mẹ cạn lời luôn rồi, hết nói luôn rồi. Cái xong mẹ vô phòng luôn đó. Từ đó giờ mẹ giận là mẹ không nói chuyện luôn, hết nói chuyện không gì hết. Ý là mình có nói gì đâu, thì mình nói ở nhà dọn dẹp vậy đi, thí dụ như không dọn dẹp thì kêu chồng á là có thùng rác thì để nói cho nghe, nhà thì có làm gì đâu đó biết rồi đó, việc nhà không có vườn tường vậy, chỉ việc nhà thì mình thấy nhà cửa nó dơ mà đi nuôi bà ngoại biết rồi, trời ơi nó mệt các kiểu. Có hồi đi bán về nhà nấu cơm xong dở với bà ngoại nằm bệnh viện, rồi bắt đầu ở dưới đó với bà đâu có được ngủ, cũng thức đằng canh đã rồi 6 giờ chiều mới về, thì tới nhà thì nhà cửa nó tèm lem đó, là mình ra không có thích bê bối là cũng phải không biết đâu, phải không biết. Ví dụ làm không được á thì ý là con phải kêu vào chỉ anh coi anh phụ em quét nhà cửa dọn dẹp để mẹ la đó, mẹ hay la nó không làm đi vô nằm, chứ đi chơi thì cho con nó ai ai cũng chở nhà này, nó không có nói nhà mình cũng chở thấy mồ đi chơi đó, chứ nó đòi đi mình cho đi như vậy thôi. Nhưng mà chỉ có nói câu là con dâu này không có hoàn hảo, thích thì đi kiếm con dâu khác đi. Thì hỏi em nên kiếm dâu nào, kiếm được hay sao vậy? Nếu kiếm được thì đâu tới nó đâu, cứ kiếm trước rồi. Nếu mà thằng con trai mình nó đồng ý thì không tới cái này làm dâu đâu. Thiệt sự. Nếu mà nói thì con dâu mà mình chấm điểm là hơi bị ngon đó. Mà nó có chịu đâu mà mình chấm. Con trâu bây giờ nó lựa chứ mình lựa đâu, nó chọn chứ. Bây giờ nó đặt đâu mình ngồi đó đúng không? Đó, nó chính xác là vậy luôn. Thì thành ra mình cũng buồn vậy thôi. Mẹ cạn lời không còn gì để nói nữa. Nhưng mà nhắn tin nha. Giờ mẹ cái nó cũng xin lỗi rồi. Có nhắn tin xin lỗi chứ không nói chuyện. Nhưng mà đi làm rồi nhắn tin xin lỗi thì con lỡ lời người kia có. Có giờ chị giận quá chị nói tao hết chịu nổi, tụi bay đi, cho ra riêng ở không? Trời ơi có chứ. Thì đó cũng cho ra riêng. Nói giờ mẹ nói như vậy, giờ kêu như vậy. Tại vì nói vợ chồng nó thì nó cũng mâu thuẫn những cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tụi nó mâu thuẫn nhau. Thì vợ chồng mình cũng nói luôn, thôi giờ là giờ tụi con mà đã chấp nhận thương nhau rồi á thì nghèo khổ là cái gì cũng con cũng phải chấp nhận. Chứ đừng có gì có chuyện một chút xíu à vật chất hay tiền bạc hay tình cảm không biết rồi tụi con hay cấu xé với nhau, rồi bố mẹ ở trong nhà này á nghèo thì nghèo chứ phải vui, còn mà cứ gây gỗ là bố mẹ không thích. Thôi bây giờ ý của bố mẹ cho tụi con ra riêng, tụi con đi ở riêng đi để tụi con biết lo với người ta chứ, tại sống chung bố mẹ cũng lo quá rồi. Nhưng mà rồi 9 giờ đêm nó lôi cái đầu mình dậy, nó suy nghĩ, nó ngồi nó chi thằng chồng kêu vợ em tính làm sao, em làm sao anh cũng chịu. Vợ nó vậy 9 giờ đêm lôi đầu mình dậy. Rồi nói gì cô? Nó nói mẹ ơi mẹ dậy đi rồi con nói chuyện mẹ nghe. Giờ tính nói gì nữa? Là đi đúng không? Đi đúng không? Đâu có không. Dễ gì nó đi. Giờ cho đi con vợ chồng con ở đây bố mẹ luôn, không đi đâu. Mình đi đâu chị? Đó nó có chịu đi đâu. Nó không đi đó. Ủa sao tự nhiên quyết định đi? Mẹ đuổi đúng không? Nhưng mà mình mẹ đuổi mà không. Ý là đuổi cũng đi. Tụi con ra riêng đi. Tụi con lo làm ăn với ta. Nhưng mà hai vợ chồng nói với nhau gì mà tự nhiên vô. Em nói là anh sao? Giờ mẹ kêu hai vợ chồng ở riêng sao? Em sao anh sao cũng được. Anh sao được, em muốn sao anh chị. Vậy thôi ở đây.
Ở đây. Ở xuống qua mồi. Xin vậy. Mà nó xuống lắm, thiệt nó xuống ai mà xuống bằng đâu, thiệt. Bây giờ chúng ta mời hai nhân chứng vô. hai người đàn ông ạ. Rồi mời hai người đàn ông trụ cột trong gia đình vô đây nào. Chào chú. Rồi. Dạ, con xin mời chú. Rồi chào anh. Dạ, chào anh. Dạ. Rồi, chào con. Dạ. Chào chú. Rồi, mời hai người đàn ông vô đây nào. Anh dạy cấp mấy anh? À, tôi dạy cấp 1. Thật ra mình người đàn ông mình cũng sót cho vợ mình chứ. Đúng ra người ta lấy cưới dâu về đó thì dâu phải làm dâu, nấu cơm, nấu nước, lo này kia, nhưng cuối cùng lấy dâu về mình làm dâu ngược lại nữa. Rồi con trai nè. Dạ. Mình thấy mẹ mình vất vả quá mà vợ mình không có thể giúp được gì thì mình nghĩ sao? Không phải là không giúp được mà tại công việc của vợ cũng đi cũng sáng sớm mà con nhỏ nữa. Đêm thì nó hay đòi mẹ nó quấy. Nên là nhiều khi cũng cực cái đêm, sáng là không dậy sớm được. Rồi đi làm cũng áp lực. Nhiều khi về thì cũng phụ á, nhưng mà thường mẹ cũng hơi kỹ tính nên là phụ nhiều khi không đúng ý. Hôm nay á là trước mặt ba mẹ nè, con muốn nói gì với vợ, muốn nói gì với mẹ, thể hiện bản thân, thể hiện bản thân, đúng hay á, hay yêu thương nhau nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Vui. Chúc gia đình ngày càng phát triển thành công nhé. Dạ. Rồi. Anh chạy. Không phải dài đâu. Con gà này nó hơi lớn tuổi. Thì còn tiếng chú gà nha. Dạ. 1, 2, 3. Yes sir. Trời, con gà này mở nhiều rồi nha. Thường thì anh ít có đi chợ luôn chị Tử Long? Anh có đi chợ. Gia đình thì Trinh đi chợ. Rồi xong là mua đủ túi như này nè. Mua gì anh lên lên menu để mua thôi đúng không? Đúng rồi. Lên clip. Mua gà rồi mua bắp chuối, bắp cải rồi củ hành, rong răm, ớt bằm. Có bao giờ má Xuân Yến ngồi xem con rể mình đã nấu ăn cho mình không? Hay là đây là lần đầu tiên? Đâu có, nấu nhiều lần. Nhưng mà má đâu có ngồi coi gì đâu đúng không? Không, không có coi đâu. Nấu sẵn xong rồi về ăn thôi đúng không? Sẵn dạ. Không, nấu gì cũng ngon, nó nấu nhiều món lắm. Còn má là không có nấu gì luôn. Không, má không động bún tay gì hết. Từ nhỏ đến lớn, để dạ. Coi như ai nấu mình ăn thôi. Mình biết ngon mới ngon chứ không có gì nấu. Dạ. Con bầu mà. Con bầu đúng rồi. Hồi xưa tôi con bầu là dữ lắm á. Rồi, ai mà được mà lấy con của bầu là cũng dữ dội lắm á. Xưa nghe bầu hai bầu bên khác là lớn lắm á. Anh nói em á, ngày xưa tại sao mà vào đến tháng đó chị lấy chết á, ít có bao giờ lấy từ ngoài, tại vì sao biết không? Sao anh? Người ngoài chứ nổi, về đâu có phục vụ đâu, như má Tư nè, từ ngày đến chồng đi, bao giờ xuống bếp nấu cho chồng ăn đâu, chồng nấu không á, đúng rồi đó, ba Hạnh nấu không á, vậy luôn hả? Rồi bây giờ anh lấy Trinh hên quá, Trinh biết nấu, Trinh biết nấu, vậy là có thay đổi thế hệ rồi đó, thay đổi, à. Cuộc sống thay đổi. Nhưng mà anh làm nghệ sĩ nổi tiếng anh Kim Phú Lâm, rồi anh về nhà anh nấu ăn cho má vợ, rồi nấu ăn cho vợ, rồi nấu ăn nhiều người như vậy. Có khi nào anh từ gái nghĩ ủa tại sao mình nổi tiếng mà có lại mình phải đi nấu cho nhiều người ăn không? Không, anh thích cái điều đó là anh thích. À. Anh thích vậy. Dạ. Anh thích là anh nấu cho mọi người ăn, nhưng ăn thôi đừng chê. Quan trọng anh nấu dở ngon là chứ, không, dở là cũng chê chứ. Nhưng mà tại vì nấu ngon. À. Đó. Con anh là con nít mà thường thường là nó không bao giờ nó nói những cái gì mà sai sự thật. Anh nấu lên nó hút miếng súp hay là miếng ăn một muỗng cơm rồi đó. Oh, number one. Anh có dặn nó trước không? Không. Con anh là nói thật mà. Hay là anh liếc mắt anh nhìn nó trừng trừng nhìn nó sợ lên. Đó là chứ thật ra là Kim Tử Long anh em cũng biết nó ngon mà. Dạ, tay nghề anh vậy nó mới người ta mới mở nhà hàng được chứ đâu phải mà tao biết nấu ăn không biết ngon dở tao mở nhà hàng đâu. Anh nói thật với em, cuộc đời của anh chỉ có một lần anh khóc mà là anh cứ nghĩ anh là một người sẽ nổi tiếng đó. Lúc đó là năm 1996, lúc đó là anh đang rất là nổi, anh đi hát với Ngọc Quyền ở bên Pháp á, ở bên đây là anh đi đâu cũng có người làm, vali cũng có người xách. Rồi đi vô tới chỗ hát thì cũng có người lo trang điểm quần áo giặt. Thì khi mà anh đi qua bên Pháp là diễn năm 1996 á, tối cái
Kinh không phải có mình thân mình à. Ngọc Quyền còn có ba mẹ ở Paris, anh chị ở Paris, còn anh đâu có ai đâu. Trời đất ơi, anh mà ở bên đó, ở khách sạn nhỏ nhỏ mà không phải khách sạn lớn như bên này, nhưng mình không biết nói tiếng nữa. Tối đó, khác về, anh đứng lên giặt cái quần, giặt cái áo, các tự nhiên suy nghĩ. Tại sao tự nhiên bây giờ mình nói mình một thân, ở nhà có người này người kia lo cho mình, rồi bây giờ mình giặt cái quần cái áo đây, tự nhiên khóc. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời. Tủi thân anh đó. Tủi thân á. Mà sau khi đó xong mới nghĩ là vô duyên. Ủa gì đâu tủi thân, giặt đầu cho mình mà gì đâu tủi thân. Nhưng mà nó quen rồi à. Cái đó là cái quen thôi à. Nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng qua thôi. Rồi, thôi bây giờ mình xé như đây đủ rồi Tập ơi. Bây giờ chú sẽ chuẩn bị chú làm nước chấm. Cái kinh nghiệm nước làm chấm giỏi là sao anh? Chú có chia sẻ bí quyết được không? Mình sẽ có chanh nè, đường nè, ớt nè, tỏi nè. Thì cái đó là nguyên liệu chắc chắn. Nguyên liệu rồi. Nhưng cách pha chế á, quan trọng là nêm nếm. À đúng, quan trọng nêm nếm thôi. Cái khẩu vị, có nhiều người người ta sẽ ăn theo cái khẩu vị của miền Bắc. Có người thì theo miền Tây, có người theo miền Trung. Nhưng mà anh thì anh theo miền Tây à. Dạ. Anh ăn theo miền Tây. Miền Tây hậu ngọt ngọt chứ hả? Ngọt ngọt chua chua, dạ. Mặn mặn. Nói chung là cái hậu ngọt nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ làm nước chấm nha. Ở nhà thì anh Kim Tử Long có bao giờ tâm sự với má Xuân Nghiến không? Hay là chỉ nói qua chương trình thôi? Ví dụ có chuyện gì đó, thì Tử Long có trực tiếp nói chuyện với má trao đổi tâm sự chia sẻ gì? Không có hả? Vì là hai mẹ vợ con lại ít có ngồi nói chuyện riêng với nhau. Có ngày tập từ hôm nay cô bị chương cô vậy nè. Cô có thì xuống dưới, còn nó đủ thứ cô gì á. Nó làm mọi cái cài vừa chạy về là cho những con những kia nọ rồi ra có lên trên lầu đâu mà cô ít khi có gặp nhau lắm thì chỉ có buổi tối làm cho trùng cái nào mà anh con trùng cô với ông ít ra con xuống đặt chân cô bệnh đó con không có những thứ cho mình lên không lên vậy thì cái cuộc tiếp xúc gặp mặt giữa cô với con để ít hơn không cô ít lắm chứ hồi xưa thì nhiều hơn bây giờ thì được không? Chân thì ít có gặp. Thì một tuần là bao nhiêu lần? Không biết cũng đấy. Không biết luôn. Nhưng mà rất ít đúng không? Rất ít. Lúc trước thì gặp ngày thử chỉ mấy hôm trước đó là tuần lên sân bá của 15 nè. Dạ. Đó thì gặp thường. Tại gặp tuần mỗi ngày rồi gặp nhau kia rồi trở đi ăn đi uống rồi. Bây giờ thì do cái đặc thù công việc khi cô ở trên lầu suốt đúng không? Ừ, có cái lầu. Nấu ăn xong rồi, không bên luôn. Buồn lên có một cái lầu, có cái lầu nhỏ, con có lầu. À. Tất cả là một lầu cô, ai cũng biết chứ. Một lầu cô, có cô giống như màu vàng đó. Thế là, nó không có lầu chứ. Nó nghe nó, mình là các cô mình nó có yếu. Với lại nhiều lần anh cũng nổi tiếng, anh cũng không có sĩ gì như nhiều người khác. Như có những nghệ sĩ gì chúng ta cũng không phải. Tại vì họ quen giống như Kim Tử Long nói này là mình quen với người khác phục vụ. Bây giờ tại vì mình phục vụ cho chính mình một lần một tuổi nên nó chỉ là phục vụ cho người khác. Mà anh Kim Tử Long thì anh không bây giờ có chuyện đó. Nghĩa là trong cuộc sống giữa mẹ và con phải rất không có tranh luận với nhau. Không có mâu thuẫn với nhau dạ. Tất cả những đều dành nhau những lời yêu thương nhất, những sự chăm sóc đặc biệt nhất cho nhau. Con biết đó. Nó mua áo rồi cho cô có bỏ ngờ luôn. Nó mua cho con đâu một chút bài rồi. Đi chợ nó mua đem về cũng khác lắm. Có bao giờ mà tình kia tôi làm mét má miễn gái quá là người ta cũng buồn không? Buồn không? Không có chuyện sợ. Không khác luôn. Không có chuyện khác. Vợ chồng tự giải quyết là gì vậy? Ở trong nhà không còn không được vợ chồng có gây lộn. Nếu một mét thì má bên ai? Má bên lẽ phải. Không bao giờ mấy đâu. Thấy mình nó phải. Yeah. Còn nó quấy thì mình góp ý với nhau. Không có ngại gì hết. Ừ, chứ không có ngại. Con tôi cũng có chuyện đó. Dạ. Yeah.
Vô tình mình làm được lắm. Chắc là để cho con mình. Còn những lúc má bị tai nạn như thế thì ai mà có thể có thể nghe. Suốt vậy mà anh có thời gian để lo nên không phải lúc lúc bệnh luôn hả?
số không va chạm thì không có gì chứ được. Trước khi chị sẽ nói những cái chuyện va chạm thì chị cũng hỏi cho em chứ. Mình làm hướng dẫn viên du lịch, mình mặc vô, mình có dễ chịu khi ở cạnh một cái người yêu ít nói, ví dụ như là em ạ, tại vì em biết người nói sẽ có người nghe không, tại vì cái nớt của mình cứ nói nhiều đó. Nó hay có cái nớt này, tại vì cứ nói nhiều nó muốn người kia nói ngược lại cho nó nghe rồi đó. Đúng không? Người sao? Chứ giờ thấy người ta đang kiệm lời nha, trong phương nó chủ động. Em nghĩ thì cái gì thì nên cho người ta thể hiện bản thân chứ hay không thể một lần đánh giá người ta thế này như thế kia được. Yes. Nhưng mà ví dụ như em sẽ nói lại nha, em sẽ nói lại nha, chứ không phải là em nói vậy là em quên. Em sẽ nói lại để cho những lần sau này có thay đổi không? Như vậy một năm hay không? Mình nghĩ là khi mà mình đủ yêu trong một mối quan hệ thì mình có nhiệt tình để đưa ra chủ đề một chuyện không? Em có tự tin vào cái khả năng đó của mình? Nhưng mà ngày lần đầu thì mình cũng sức hơi ngại, nhưng mà mình cần hai nói chung là hai người ta thì gặp nhau thôi thôi là em có là một cái người em có là một cái người lãng mạn biết bày trò chứ tôi thấy cái người bên kia coi bộ cũng hơi bày trò bố trợ nha, hơi thích mấy cái vụ mà thắp nến rồi coi như là cải thảm đồ ngoài bãi biển đồ các kiểu đó, có không? Cái nến nó thiệt luôn á. Tuy nhiên hồi nãy chị đã trộn nghe được, thực ra là chị trộn nghe nguyên câu chuyện của bi rước luôn. Thì ba chạm nhau muốn ngại nói chuyện ngại gia chạm ngại cầu đường cứ thấy làm luôn bây giờ. Dạ. Còn đây là gì? Phải đi nhảy luôn hả? Rồi chị dẫn đi ghé đi.